Thu Quỳnh, Mi Sói khẳng định cô gái trong clip không phải là tôi. Nữ diễn viên Thu Quỳnh lên tiếng yêu cầu cần được tôn trọng sau nghi án lộ clip. Những ngày gần đây, loạt người nổi tiếng bị dính phốt liên quan đến clip và hình ảnh từ Trâm Anh, Hồ Quang Hiếu cho đến Ngân 98 gây nhiều bàn tán. Mới đây, một tài khoản trên mạng xã hội đang gây xôn xao dư luận khi đăng tải những hình ảnh được cắt ra từ một clip. Đáng nói hơn, người này đăng tải kèm theo một dòng trạng thái: toàn nổi tiếng bị phốt là sao, và nhắm tới một diễn viên nổi tiếng đóng chính trong nhiều bộ phim như Quỳnh Búp Bê, Về Nhà Đi Con, Sống Chung Với Mẹ Chồng. Bài đăng về clip đã nhận được nhiều bình luận cùng hàng nghìn chia sẻ cho rằng năm 2019 là năm hạn của showbiz. Mới đây, nữ diễn viên Thu Quỳnh, Mi Sói đã có những chia sẻ trên trang cá nhân khi nhiều dân mạng nghi ngờ rằng nhân vật nữ trong clip chính là cô. Nữ diễn viên viết: tôi cần được tôn trọng. Bực mình nhất là khi phải dọn rác mà không phải mình vứt ra. Trước hết, cho phép Thu Quỳnh được gửi lời xin lỗi đến anh chị em và bạn bè Thu Quỳnh với clip được share chóng mặt cô gái trong clip không phải là tôi. Có thể thấy, nữ diễn viên Quỳnh Búp Bê đã vô cùng tức giận vì ảnh hưởng hình ảnh nghiêm trọng khi bị vu oan. Thu Quỳnh bày tỏ thái độ gay gắt để giải thích và lấy lại niềm tin từ khán giả cũng như danh tiếng đã gây dựng bao lâu nay. Thu Quỳnh đã kết hôn nhưng nhanh chóng tan vỡ trong sự tiếc nuối của khán giả. Sau cuộc hôn nhân đứt đoạn, Thu Quỳnh trở thành mẹ đơn thân và gắn bó với hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp, cá tính, mạnh mẽ và độc lập. Cô là nữ diễn viên nổi tiếng ở thời điểm hiện tại trên màn ảnh phía Bắc. Cô từng xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như Quỳnh Búp Bê, Về Nhà Đi Con, Sống Chung Với Mẹ Chồng, Ngược Chiều Nước Mắt. Hiện tại, Thu Quỳnh đang làm mẹ đơn thân sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với nam diễn viên Chí Nhân. Mới đây, Thu Quỳnh thắng giải nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 39. Trước đó, tại VTV Awards hồi tháng 9, Thu Quỳnh được đề cử nhưng không thể vượt qua Bảo Thành để chiến thắng nữ diễn viên ấn tượng. Kết quả này từng gây tranh cãi vì nữ diễn viên có hai vai liên tiếp gây ấn tượng là Mi Sói của Quỳnh Búp Bê và Huệ của Về Nhà Đi Con. Trước Thu Quỳnh, thủ môn Đặng Văn Lâm và hot girl Ngân 98 cũng được cho xuất hiện trong các clip nóng trên mạng xã hội. Trong đó, Ngân 98 đã lên tiếng xác nhận nhân vật trong các đoạn clip kia là mình.